Thưa quý vị, thời điểm này thì các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã bắt đầu đón trẻ đến trường. Trong bối cảnh dịch tay chân miệng vẫn đang diễn biến phức tạp, hiện ngành y tế cùng các trường học đang tăng cường công tác phòng dịch tại các trường mầm non. Bởi trẻ em nhóm tuổi này là đối tượng rất dễ lây nhiễm bệnh tay chân miệng. Trường mầm non này ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An đã đón trẻ đến trường từ tháng 7. Trường hiện có 7 lớp học với khoảng 90 bé từ 12 tháng tuổi đến 6 tuổi. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, trường đã thực hiện vệ sinh lớp học, các đồ chơi, vật dụng của trẻ thường xuyên. Ban giám hiệu nhà trường luôn là nhắc nhở các cô là phải hiểu được cái tầm quan trọng của cái vấn đề dịch bệnh là gia tăng hiện nay. Trang bị cho các cô một số kiến thức để nhận biết được những cái dấu hiệu của dịch tay chân miệng. Như là mình sẽ, nếu mà trường hợp là bé nó nóng sốt, âm ỉ, mình sẽ kiểm tra của bé lòng bàn tay, bàn chân của bé như thế nào, đồng thời báo về cho ba mẹ. Phối hợp, có cái sự phối hợp nhịp nhàng với phụ huynh. Để kịp thời phát hiện trẻ mắc bệnh, khi các trẻ đến lớp sẽ được các cô giáo kiểm tra kỹ lòng bàn tay chân. Với khâu vệ sinh bàn tay, các bé được giáo viên hướng dẫn khá kỹ càng. Mỗi giáo viên, bảo mẫu phụ trách lớp vừa dạy vừa chăm sóc trẻ và đặc biệt quan tâm theo dõi sức khỏe của trẻ trong quá trình sinh hoạt, học tập ở trường. Tổ chức đi giám sát một số trường trong vấn đề thực hành, cũng xem lại cái kiến thức với lại cái chuyện thực hành của giáo viên mà hướng dẫn lại cho các cô giáo, hướng dẫn cho các trường mầm non tư thục những cái kiến thức cũng như là triển khai một số cái nội dung về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tay chân miệng. Trong đó là phải nói là trong trường là phải nói là tay chân miệng trong cái lứa tuổi này. Để phòng bệnh tay chân miệng trong trường mầm non phải có sự phối hợp chặt chẽ từ ngành y tế, giáo dục và cả phụ huynh trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Trong đó, việc thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, đặc biệt là vệ sinh cá nhân, đồ dùng, đồ chơi của trẻ là điều cực kỳ quan trọng. Đây là phương pháp đơn giản, dễ làm, nhưng cũng là phương pháp được đánh giá cao trong việc ngăn chặn mầm bệnh tại những nơi tập trung đông trẻ. Mình thấy là rất là mừng, hai trường này người ta tổ chức, có kiến thức, giáo viên người ta có kiến thức, rồi triển khai một số các hoạt động rất là tốt. Nên trong đó thì phải khen là những cái góc về tuyên truyền cũng như là cái kiến thức của giáo viên hướng dẫn cho rồi thực hành. Trong đó thì có vệ sinh, nó những cái phòng học cũng như là những cái phòng toilet, có chỗ rửa tay. Bệnh tay chân miệng hiện chưa có vaccine phòng ngừa. Bệnh có thể lây truyền từ người này sang người khác khi tiếp xúc trực tiếp với nước bọt, dịch tiết của mũi họng và dịch của các bóng nước bị vỡ. Chính vì vậy, khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh, cần đưa đến các cơ sở y tế để điều trị kịp thời, hạn chế được biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.